Chào các bạn đến với video mới của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một tin rất là sốc khi mà đài số 7 của Úc các bạn đã đưa tin về một vụ tai nạn gây ra bởi một người đàn ông đã đâm xe làm cho hai đứa trẻ lâm vào tình trạng rất là nguy kịch. Thì cái anh này các bạn mới qua được nước Úc có khoảng là tầm 6 ngày thôi, và anh ấy đã bắt đầu là lên lái xe khi mà không có bằng lái. Và điều đáng nói hơn là anh này lái một mình và tập trong một cái khu đông dân cư. Và sau khi mà đâm xe thì anh này là bỏ chạy dưới sự truy đuổi của rất là nhiều người. Và các cái người cứu hộ các bạn phải mất tới 20 phút để mà cứu đứa bé ra. Thì bây giờ đứa 8 tuổi đang trong tình trạng rất là nguy kịch khi mà trải qua rất nhiều cái ca phẫu thuật khác nhau. Và cái đứa trẻ 3 tuổi thì cũng bị chấn thương cũng khá là nghiêm trọng. Thì bây giờ là dưới sự bảo lãnh của người vợ thì người chồng này cũng đã được tại ngoại khi mà một tuần sẽ được đi trình diện 2 lần. Và điều này đã gây bức xúc cho gia đình và có rất nhiều người, bởi vì là những đứa trẻ này nè đã đang bị chấn thương rất là nặng, trong khi là hung thủ là được tại ngoại. Và những người mẹ rất là đau khổ khi mà những đứa con của họ là những mầm non của nước Úc thì đang có một cái tương lai rất là tốt, thì bây giờ lại bị như vậy. Họ cũng đã gây quỹ để quyên góp tiền cho những đứa trẻ này. Và những đứa trẻ này các bạn có thể nói là những cái báu vật của nước Úc, nhưng mà bị những cái vụ tai nạn như thế này thì có thể là sẽ bị xử phạt rất là nặng, trong khi cái anh này là không có bằng lái xe và không có tuân thủ thì pháp luật. Đây nè các bạn, chiếc xe này đâm thẳng vào đứa bé và vùi vào chiếc xe màu xanh ở phía trước luôn. Cho nên là cái vụ tai nạn này là tai nạn rất là nghiêm trọng. Thì cụ thể như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ các bạn chi tiết nhé. Thì cách đây khoảng một tuần các bạn, anh này nè là ở Việt Nam sẽ được vợ bảo lãnh sang với cái visa là bảo lãnh thân nhân đó các bạn. Thì vừa bảo lãnh sang thì trong một đêm thì anh này cũng rất là muốn để mà lái xe, bởi vì là qua Úc mà đường xá rất là rộng rãi và cái việc đi lại rất là quan trọng, cho nên là anh này là đã ngỏ ý với vợ là sẽ đi tập xe một mình. Thì người vợ đã ngăn cản rồi, bởi vì ở nước Úc đó các bạn luật pháp rất là nghiêm minh, mà bây giờ mới qua xong rồi chưa có bằng lái nữa thì sao mà có thể là đi tập một mình được. Nhưng mà đã xảy ra rất là nhiều cái vụ cãi quả, thì có lẽ rằng anh này đã cãi vợ các bạn, thì đã lấy chiếc xe ra và tự lái một mình. Thì theo quy định của Úc các bạn, khi mà chúng ta chưa có bằng lái xe á thì chúng ta phải có một người có bằng full kế bên để mà tập lái, rồi phải treo biển là bằng L, là cái bằng đầu tiên á các bạn mà chúng ta bắt đầu học lý thuyết á, để chúng ta tập. Nhưng mà thường các bạn, nếu mà tập xe bên Úc á, thì mình thường tập với thầy, bởi vì là nếu mà người thầy á, họ sẽ có một chiếc xe chuyên dụng để mà dạy lái xe, khi mà mỗi bên á, thì sẽ có một cái cần thắng phụ của cái người thầy đó, hoặc là trong cái trường hợp nguy hiểm á, thì họ sẽ bẻ tay lái giùm cho mình. Còn anh này á, là chạy tập lái mà không có ai chỉ các bạn, trong khi ở Việt Nam là chưa có lái xe bao giờ luôn, cũng chưa có bằng lái xe luôn. Các bạn thấy rất là ghen không? Nhưng mà ở nước Úc các bạn, những người mà như vậy các bạn thường không có đâu. Ở bên đây á, là người ta làm gì ta cũng sợ lắm, làm gì cũng phải là đàng hoàng, chứ không thể nào mà vô cái không có tuân thủ thì pháp luật như vậy. Thì anh này đã lái xe và vào cái khu hiểm các bạn, thì thấy hai trẻ nhỏ này nè, thì đạp thắng nhưng mà vô tình đạp trúng chân ga. Thì cái việc đạp chân ga, đạp thắng, đạp lộn chân ga là cái việc thường xuyên xảy ra luôn các bạn, đặc biệt là những người mới học lâm vào cái tình trạng mà nó khủng hoảng tinh thần các bạn. Thường người ta sẽ đạp chân rất là mạnh và thường là sẽ không có chuyển chân ga thiệp, nếu mà chúng ta không có cái bước là chúng ta tập cái phản xạ chuyển qua ga và thắng thường xuyên. Như mình các bạn, mình mới học lái xe, hồi trước mình học với thầy á ở Việt Nam á, thì mình cũng đã từng đạp lộn chân thắng rồi, đạp lộn chân ga rồi. Thì lúc đó may á mà mình á là đang xài xe số sàn các bạn, đạp côn, cho nên là nó không có xe, nó không chạy tới. Cho nên là mình thấy được rằng là việc lái xe rất là nguy hiểm luôn. Cái việc mà đạp lộn chân là diễn ra thường xuyên, ngay cả những người mà đã có bằng lái xe rồi luôn các bạn. Mà cái anh này vào trong cái hẻm như thế này nè các bạn nè, rất là đông dân cư và có trẻ nhỏ đang đá banh nữa, nhưng mà là không có biết là sự nguy hiểm nhưng mà tiếp tục là lái vào. Thì như vậy các bạn, là cái việc mà mạo hiểm rất nhiều cho tính mạng của người khác và cho bản thân của mình nữa, nhưng mà cứ thế mà lái thôi.
Thế là anh này hiện tại các bạn là phải là chịu những cái sắp tới là sẽ chịu những hình phạt rất là nặng và thậm chí là phải đi tù nữa các bạn à. Bởi vì ở nước Úc á, là nếu mà chúng ta gây tai nạn, nếu mà chúng ta có đầy đủ những cái bằng hay là chúng ta có đầy đủ visa hợp pháp này nọ hoặc là chúng ta lái xe cẩn thận á, lỡ mà gây tai nạn á, thì cũng không có vấn đề gì, bảo hiểm nó sẽ đền, trừ khi chúng ta làm cho con người ai đó mà bị tổn thương rất nặng thôi. Thì nhưng mà nếu mà chúng ta không có bằng lái xe á, mà chúng ta nhảy lên chúng ta lái thì điều đó rất là nghiêm trọng. Thì hôm trước mình cũng đã làm một cái video về cái người phụ nữ không có bằng lái xe bên Mỹ rồi. Thì ngay lập tức là ở nước Úc xảy ra một chuyện rất là tương tự. Và cũng là một điều đáng nói nữa các bạn, khi mà gây tai nạn rồi á thì cái anh này anh đã bỏ chạy. Thì giống như cái phong cách ở Việt Nam các bạn, thường là gây tai nạn ra rồi sợ người thân đến rồi nôn nóng, họ họ đánh đập này nọ. Nhưng mà Úc thì không có đâu các bạn. Ở Úc á, thì người ta rất là bình tĩnh, làm gì người ta cũng tuân thủ theo pháp luật cả. Còn anh này á các bạn, như một thói quen thì cứ đâm xe rồi bỏ chạy, không có trách nhiệm tới mà chăm sóc hay là coi thử cái trẻ em này có bị sao hay không các bạn. Thì rất là vô tâm luôn, các bạn thấy không? Chiếc xe đâm rất là mạnh luôn, chứng tỏ là anh này đã hỗn loạn và đạp thắng rất ở đạp ga các bạn rất là mạnh. Thì người dân đó các bạn đã vào rồi kêu ra rồi, nhưng mà đã kêu rất là nhiều lần không chịu ra, và đến khi mà cảnh sát đến đó, thì anh này mới dám ra để trình diện. Như vậy thì các bạn thấy được rằng là cái mà khi mà chúng ta mới đến Úc đó, cái việc mà tuân thủ theo cái luật pháp, cái quy định của nước Úc rất là điều rất là quan trọng. Đụng cái chuyện thôi là chúng ta có thể đuổi về nước như chơi, và thậm chí là chúng ta có thể là đi tù các bạn. Các bạn thấy được rằng là để mà qua Úc này nè rất là khó khăn, chúng ta mà qua được rồi á là điều rất là đáng trân trọng. Trong khi đó là để mà bảo lãnh người chồng qua thì các bạn, người vợ phải tốn rất là nhiều tiền rồi cũng tốn thời gian nữa. Qua đây rồi các bạn thì có cơ hội để sống ở một đất nước đẹp như thế này, một đất nước tốt như thế này, cơ hội kiếm tiền và tương lai rộng mở. Nhưng mà không biết tôn trọng, mà làm việc thì cứ theo bản tính mà làm, rồi pháp luật họ, họ quy định thì cái rất là nhiều người các bạn, trong đó có nhiều người châu Á đó, thì thường là không có tuân thủ pháp luật. Chứ ở bên nước Úc này là người ta rất là sợ luật các bạn nha. Nếu mà người ta đã sinh ra Úc rồi á thì cái việc là theo luật pháp là cái điều mà người ta ưu tiên hàng đầu. Bởi vì là đụng một chuyện nhỏ thôi là mọi thứ đều chấm dứt hết. Ví dụ như làm kinh doanh nè, đụng chuyện thôi, vi phạm thôi là quán nó dẹp luôn. Rồi đền tiền nữa các bạn. Rồi kinh doanh nhà ở nè, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nếu mà xảy ra hỏa hoạn chết người á thì cũng đi tù luôn, rồi cũng phải đền bù mấy triệu đô, cũng tan gia bại sản luôn các bạn. Rồi đi lái xe, nếu mà chúng ta không có chú ý gây tai nạn á thì cũng sẽ bị xử lý rất là nghiêm trọng. Do đó các bạn đã thấy được rằng là cái những cái thông tin rất là quan trọng của những cái đài số 7 này đã cho thấy được rằng là những cái người mà Việt Nam mới qua các bạn thì cái việc mà tuân thủ luật pháp, sống theo cái phong cách của nước ngoài á thì vẫn còn chưa đảm bảo đâu. Những cái gì mà còn ở Việt Nam thì họ vẫn còn mang theo đi đến nước Úc này. Và mình hy vọng rằng á với cái video này nè, các bạn thì sẽ thấy được cái việc mà làm theo pháp luật là cực kỳ quan trọng. Còn đối với những bạn mà học lái xe các bạn, thì tốt nhất là các bạn đừng có nên đi tập tự tập lái nha. Các bạn là phải có người thầy á kế bên, chứ đừng có nhờ người thân lái cho tập lái luôn, cũng cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì cái người mà thân lái xe cho mình á, họ sẽ không có kinh nghiệm dạy bằng những người thầy, và họ cũng không có thắng phụ luôn. Nhiều khi chúng ta có cái thắng phụ mà gọi là cái thắng tay các bạn, chúng ta kéo lên kịp thời thì cũng đỡ bớt, nhưng mà kéo thắng tay nhiều khi xe nó cũng sẽ trao đảo và nó sẽ lật nghiêng thì rất là nguy hiểm. Cho nên là tốt nhất là chúng ta đi học thầy đi. Mỗi tiếng học thầy ở đây á thì chỉ tốn khoảng tầm 70 đô, khoảng trên dưới 1 triệu đồng tiền Việt Nam thôi. Nhìn thì nhiều đó, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng đi làm thì cái số tiền này chúng ta cũng không có vấn đề gì đâu. Nếu mà học một ngày các bạn, thường chúng ta chỉ học 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi à, cũng không có quá nhiều tiền. Thì nếu mà chúng ta học được 1, 2, 3 ngày rồi, lái nó quen chân thắng chân ga rồi đó, thì các bạn có thể là nhờ người thân chỉ cũng được. Chứ còn mà mới mà chưa biết gì các bạn, qua đây rất là nguy hiểm. Và đặc biệt các bạn, mình thấy có rất là nhiều người nha, ở Việt Nam qua rồi sử dụng bằng giả để mà qua đây rồi lái xe luôn. Điều đó rất là nguy hiểm, bởi vì bằng thật các bạn
mình là cầm bằng thật nè, mình qua Úc mình lái. Nhưng mà mình cũng rất là sợ khi mà lái trên đường mình không biết luật, bởi vì luật Việt Nam nó khác, luật Úc nó khác, mà người ta cho phép bằng quốc tế lái xe Úc luôn, tức là cho phép bằng Việt Nam lái xe Úc. Nhưng mà mình cảm thấy không yên tâm các bạn à. Mình lái một thời gian rồi mình thấy được ra người ta bấm kèn rất là nhiều, rồi nhường đường nhường đồ mình không biết luôn. Sau đó mình lái một thời gian cứng tay rồi đó, thì mình bắt đầu mình đi học thầy. Rồi là mình đã bắt đầu là mình thi bằng full, có bằng full trong tay rồi là mình rất là yên tâm các bạn. Bởi vì là thi bằng lái xe Úc thì dễ thôi, lái trên đường nhưng mà cũng dễ rớt các bạn à. Bởi vì là nó lái thì lái qua lái lại, băng qua đường, lái xe bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là chúng ta phải lái an toàn. Đó, nếu mà chúng ta lái xe nè, đang thi lái xe chứ đúng không, chúng ta băng qua đường mà không nhìn xe, có một chiếc xe nó sát bên luôn là chúng ta sẽ bị rớt. Rồi là chúng ta qua cái vòng xoay, chúng ta không bật xi nhanh ra vòng xoay, chúng ta cũng bị rớt. Có những lỗi rớt trực tiếp rất là dễ dàng. Chẳng hạn như chúng ta cái đường đó chúng ta 60 đúng không, chúng ta quên, chúng ta đạp ga hơi mạnh chút lên 65 là rớt ngay các bạn à. Cho nên là nhiều khi là cái việc mà thi bằng full ở Úc nó cực kỳ là quan trọng, giúp cho chúng ta có thể nói là hoàn thiện được kỹ năng và chúng ta lái xe cẩn thận hơn. Biết luật ở Úc thì cũng rất là hay. Thì cái anh vừa rồi các bạn đâm trúng hai trĩ nhỏ ở Úc thì có thể nói là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Thì mình xét về một cái tình đồng hương thì mình cũng rất là thông cảm. Nhưng mà không thể nào mà chấp nhận được một cái tình trạng là không có bằng mà đem đi lái xe, không biết lái xe mà đi ra lái xe như vậy. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ xem đây là một bài học. Và nếu mà đã sống ở nước Úc rồi thì nên nhớ là phải biết luật, tuân thủ luật và sợ luật của nước Úc thì nó sẽ hay hơn. Sắp tới vào tháng 12 này các bạn, thì cái anh này sẽ đi trình diện pháp luật và sẽ có những cái phán quyết cuối cùng từ cái cơ quan luật pháp của nước Úc. Và họ sẽ bắt đầu nghiên cứu những cái tình huống cũng như là những cái sự việc xảy ra rồi hiện trường, thì coi thử anh này xử lý như thế nào. Nhưng mà mình tin chắc rằng thì cái khả năng cao thì anh này sẽ không còn được ở lại nước Úc nữa đâu. Và coi như là cái giấc mơ là cũng sẽ ở lại Úc, cũng sẽ khả năng sẽ chấm dứt rất là cao. Và các bạn thấy được rằng là nếu mà lâm vào tình trạng này là cực kỳ khó xử luôn. Khi mà người vợ đã định cư ở nước Úc rồi, còn người chồng thì sao? Bây giờ là bị đuổi về nước, khả năng cao là như vậy. Thì chẳng lẽ hai vợ chồng sống xa cách, mà bây giờ các bạn, người sống một nơi rất là tốt rồi, định cư rồi, chẳng lẽ là lại trở về Việt Nam? Do đó là các bạn thấy không, những cái tình trạng này là vô cùng đáng sợ luôn. Thực chất là như vậy. Và cũng rất là tội nghiệp cho hai đứa trẻ khi mà là những cái mầm non của đất nước. Khi mà họ, những đứa trẻ này các bạn, là có một cái tương lai rất là rộng mở. Và trẻ em là được xếp hàng đầu ở nước Úc. Phụ nữ, trẻ em, người già là sẽ được ưu tiên, sau đó mới tới đàn ông. Thì là trẻ em sẽ được chính phủ bảo vệ toàn diện luôn. Do đó là đụng đến trẻ em là các bạn là coi như là thôi rồi. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ thấy thích video của mình. Và nếu mà thấy thích các bạn, đừng quên cho mình lượt like, share, đăng ký kênh, hoặc cũng có thể quyên góp ủng hộ mình bằng các hình thức như là trên màn hình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái cua đó thấy rồi, nó bán nhiều mà bữa giờ ăn ghẹ mà.